Và nếu như quý vị và anh chị em nào ở gần khu vực quận Cam, và chúng tôi cũng xin mời quý vị đến và nhóm lại hợp phường với chúng tôi ở tại địa chỉ 8461 Đại lộ Garden Grove, thành phố Garden Grove, California. Và chúng tôi có mặt ở đây vào tối thứ sáu hàng tuần, tối thứ bảy hàng tuần lúc 7 giờ tối, và cũng như vào sáng chủ nhật lúc 11 giờ sáng bằng tiếng Anh. Và xin Chúa ngài ở cùng với mỗi đời sống của chúng ta, và xin mời quý vị có thể đến nhóm với chúng tôi, thờ phượng với chúng tôi, ngợi khen Chúa với chúng tôi, và cùng nhau cầu nguyện cho khải tượng 20%, hầu sẽ có một sự tăng trưởng 20% dân số sẽ đến tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm vua và làm Chúa trên cuộc đời của mình. Chúng ta hãy hướng vào người kế bên của chúng ta, hãy chào hỏi trước khi mà chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự ngợi khen. Và chúng ta hãy chúc tán danh của Chúa, quý vị đã chuẩn bị để ngợi khen và thờ phượng Chúa. Hãy chào và xin chào Chúa Ninh cũng đã đến với chúng ta trong buổi tối hôm nay, và xin Chúa ngài cũng thêm sức và ban ơn cho thánh đời sống của Chúa. Rồi xin Chúa ở cùng với tất cả quý bà anh chị em chúng ta có mặt ở tại đây đây, ngợi khen Chúa, chúc tụng danh của ngài. Hallelujah. Nếu mà anh chị nào đang thờ phượng của chúng tôi trên mạng, quý vị cũng có thể chia sẻ những cái video mời các người bạn gia đình của chúng ta đến để chúng ta ngợi khen và thờ phượng Chúa của chúng ta. Hallelujah. Và bài hát nói rằng vì cứu Chúa của chúng ta tiến quân, và khi mà Chúa tiến quân thì chúng ta là đoàn quân của Chúa, là thánh quân của Chúa, chúng ta sẽ đi theo ý muốn của ngài và sự dẫn của ngài để tiến chiến sự. Hallelujah. Để chinh phục nhiều linh hồn tội nhân, để chúng ta sẽ đem đến sự giải cứu của Chúa, sự chữa lành của Chúa cho muôn người. Hallelujah. Vì cứu Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên thánh Chúa dũng mãnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp mọi người. Vì cứu Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên thánh Chúa dũng mãnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp trên mọi nước. Hạ quân khá thanh, hát to sự thật trọng, gửi khen Chúa với đã thăng đại ban tròn. Không vũ khí nào có thể chống cự được ta. Hạ quân khá thanh, hát to sự thật trọng, gửi khen Chúa với đã tham ngài ban cho, không vũ khí nào có thể chống cự được ta. Đấng công lý đã chiến thắng thắng chính vua Giêsu, và ta sẽ cứ tin ngài trước trong ngài. Chẳng ai có thể chống đối ta nơi thiên chiến. Đấng công lý đã chiến thắng thắng chính vua Giêsu, và ta sẽ cứ tiến theo bước chân ngài. Chẳng ai có thể chống đối ta nơi thiên chiến. Đấng công lý ban chi ban thắng chính vua Giêsu, và ta sẽ cứ tiến theo bước chân ngài. Chẳng ai có thể chống đối ta nơi thiên chiến. Cùng nhau tiến bước trong ngài sự đắc thắng ở nơi năm nguyện ngài, hãy mạnh mẽ tiến chiến đấu mưa Chúa ban cho. Vì cứu Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên thánh Chúa dũng mãnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp trên mọi nơi. Cùng nhau tiến bước trong một đường ngài, sự đắc thắng ở nơi năng năng quyền ngài, hãy mạnh mẽ tiến chiến đấu với Chúa ban cho ta. Vì cứu Chúa ta tiến quân lập trận, tình bên thánh Chúa dũng mãnh uy quyền, sự bình yên của Chúa chiếu sáng khắp trên mọi nơi. Hát cho sự thắng trận, gửi khen Chúa với đã thắng ngài ban cho. Không vũ khí nào có thể chống cự được ta. Đấng công lý ban chi ban thắng chính vua Giêsu, và
ta sẽ luôn yên theo bữa trăm ngày. Chẳng ai có thể đồng nơi ta nơi tiền chiến. Đang nóng lên ba chiếc bàn thắng chính vua Giê-xu. Và ta sẽ luôn yên theo bữa trăm ngày. Chẳng ai có thể đồng nơi ta nơi tiền chiến. Đang nóng lên ba chiếc bàn thắng chính vua Giê-xu. Và ta sẽ trong này chẳng ai có thể chống đối ta nơi tiền chiến, chẳng ai có thể chống đối ta nơi tiền chiến. Và chắc chắn rằng đó là điều mà Ngài hứa cho mỗi đời sống của chúng ta. Sự đắc thắng chính dòng thuộc về Chúa và sự đắc thắng của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta em em. Bởi tâm của Chúa Ngài đang thiên nhiên và chẳng có núi có thể ngăn trở hành trình của chúng ta, chẳng có điều gì có thể ngăn trở hành trình của chúng ta khi Chúa Ngài dẫn dắt mỗi đường sống của chúng ta hiện nay. Còn tôi ngăn trở hành trình con chân tuổi nhỏ ta cao chưa mà nhìn lên chẳng xem Chúa Giê-xu Christ tuổi này áp phải rời đi. Hallelujah, hóng bởi quyền bởi năng lực, bởi đại quyền thánh linh của đời, phong bởi quyền, bởi năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh của đời. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Sống sâu ngăn trở hành trình con chân, sống rộng và sâu chưa tàn, vừa tới sống kia hát chi đôi liền, con đường qua bên bờ kia. Hallelujah, không bởi quyền năng lực, bởi đại quyền thánh linh của trời, không bởi quyền bởi năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bước chân lời, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh của trời. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh của đời. Và bài hát cũng nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta rằng khi mà chúng ta đang gặp những nguy nan thử thách trên đời sống của chúng ta sẽ chẳng sợ hãi gì, bởi vì chính Chúa Ngài đang ở cùng với chúng ta và chúng ta đang chắc xem Chúa Giêsu Christ Ngài là cội rễ của đức tin cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì cái đó mà chúng ta được vững chí bình an và chúng ta được vui mừng ở trong danh của Ngài. Hallelujah. Khi con đang gặp nguy nan thử thách, con sợ và quên hãi chân, nhìn lên chẳng xem Chúa Giêsu Christ, con đường vững chí bình an. Hallelujah, không bởi quyền bởi năng lực, bởi đại quyền thánh linh muôn đời, không bởi quyền bởi năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Không bởi quyền, bởi năng lực, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Không bởi quyền, bởi năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người. Đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, đôi đồi kia sẽ bị đôi rơi, đôi cao kia sẽ bị đôi rơi, bởi đại quyền thánh linh muôn đời.
nhà sư quyền năng chúa truyền cuộc phong của cô lòng ta căng thẳng với con nào sân trên ngài sẽ mở đường đi lên nhà có cơ quyền với năng lực với đặc quyền thánh linh muôn đời có cơ quyền với năng lực với đặc quyền chúa ban cho người đôi cao kia sẽ đi đôi dài đôi đôi kia sẽ đi đôi dài đôi cao kia sẽ đi đôi dài và đặc quyền anh lên muôn đời. Công bố chúng ta sẽ cùng nhau công bố ta tin duy một Giêsu quyền năng chúa quyền của phong quyền của lòng ta khát khao với phong nào sơn trên ngài sẽ mở đường đi alleluia có bởi quyền với năng lực với đại quyền thánh linh muôn đời có bởi quyền với năng lực với đại quyền chúa ban cho người đôi cao kia sẽ đi đôi dài đôi đôi kia sẽ đi đôi dài đôi cao kia sẽ đi đôi dài và đặc biệt anh lên muôn đời có bởi quyền với năng lực và đặc biệt anh lên muôn đời có bởi quyền với năng lực và đặc biệt chúa ban cho người đôi cao kia sẽ đi đôi dài đôi đôi kia sẽ đi đôi dài đôi cao kia sẽ đi đôi dài và đặc biệt anh lên muôn đời đôi cao kia sẽ đi đôi dài đôi đôi kia sẽ đi đôi dài đôi cao kia sẽ đi đôi dài và đặc biệt anh lên muôn đời. Nhà công bố giơ tay lên và công bố rằng đôi cao